chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sau Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, khi con trẻ bị nói lắp thì cha mẹ nên làm gì? Để trả lời cho câu hỏi này, ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ Đinh Lư Giang và thầy sẽ cho chúng ta những lời khuyên rất bổ ích. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị. Xin chào quý khán giả của chương trình Sau Môi Đỏ thân mến. Dạ, thưa thầy, nói lắp là hiện tượng như thế nào ở trẻ ạ? Chắc là chúng ta không lạ gì với chuyện nói lắp. Bản thân chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc nói lắp đúng không ạ? Nói lắp là có thể xem là việc chúng ta lặp lại một từ hay là một phần đầu của một từ đấy. Hay là đôi khi còn được xem là cái việc mà chúng ta sẽ bị ngắt ở một cái điểm nào đó trong câu nói mà không hợp lý hoặc là nói dài ra. Nói chung là đó là việc mà chúng ta hay lặp lại một số các yếu tố trong câu nói của chúng ta khi giao tiếp thì được coi là nói lắp. Và nguyên nhân từ đâu khiến cho cả người lớn và cả trẻ em bị nói lắp hả thầy? Nó có nhiều các nguyên nhân đấy. Chúng ta có thể thấy là nói lắp là diễn ra ở đa số trẻ em ở cái giai đoạn phát triển đó. Đó là một cái hiện tượng rất là bình thường. Trong giai đoạn khoảng độ từ 2 tuổi đến 5 tuổi là giai đoạn dễ bị nói lắp nhất. Thì đó là do nguyên nhân tạm gọi là nguyên nhân sinh lý. Khi chúng ta phát triển thì não bộ của chúng ta và các cơ quan cấu âm thì chưa có đồng bộ. Đứa bé thì học cùng với rất nhiều những cái thao tác khác thì cùng với sự phát triển thì bé sẽ dần dần lấy lại được cái chuyện mà nói. Thì cho nên là giai đoạn đó là giai đoạn bình thường. Thì đó là cái nguyên nhân chủ yếu và chính vì vậy cho nên là thường là phụ huynh chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có những nguyên nhân khác nữa. Những nguyên nhân có thể là sẽ dẫn đến tình trạng là cái quá trình nói lắp nó diễn ra rất là dài. Có thể đó là nguyên nhân môi trường hoặc là nguyên nhân gia đình. Có cả nguyên nhân di truyền nữa. Có khi cha mẹ mà nói lắp á, thì con có nguy cơ cũng bị nói lắp trong giai đoạn đầu đời. Nên mình nghĩ là ví dụ như cha mẹ nói lắp rồi khi mà dạy lại cho con trẻ thì con trẻ cũng có thể là học theo đúng không thầy? Có trường hợp nào như vậy không ạ? Bây giờ thì người lớn á, mà nói lắp chắc là không nhiều. Những người lớn mà nói lắp liên tục á, thì chắc là có vấn đề về bệnh lý. Nhưng mà bản thân chúng ta đây cũng sẽ có nguy cơ nói lắp hoặc là có biểu hiện nói lắp trong một số những tình huống mà có những tác động tâm lý rất mạnh. Chẳng hạn như lúc mà quá giận dữ hoặc là chúng ta quá sợ hãi hoặc là cái gì đó quá bất ngờ thì chúng ta sẽ cũng có hiện tượng nói lắp như thế. Và rõ ràng nói lắp là lây lan đấy. Nếu như mà tôi nói lắp một lát thì là Thanh Huyền có khi cũng nói lắp theo. Đó là một cái sự lây lan rất thú vị. Chứng tỏ là cái yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái tình trạng là nói lắp. Vậy thì như thầy chia sẻ là ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi thì trẻ em dễ bị nói lắp. Và Thanh Huyền tò mò là khi nào thì cha mẹ cần đến sự hỗ trợ của y khoa để giải quyết cái hiện tượng này? Khi mà con nói lắp ở trong giai đoạn cho phép, từ sau 2 tuổi khi bé bắt đầu học thì bé sẽ bắt đầu nói lắp. Và giai đoạn nó có thể kéo rất dài. Nó kéo đến thậm chí là hết cấp 1, thậm chí là đến cả cuối cấp 2. Nhưng mà tất nhiên là với một cái tần suất nói lắp sẽ ít hơn. Khi mà cha mẹ cảm thấy rằng là con nói lắp và sẽ có một số các vấn đề về tâm lý á, điều quan trọng là chúng ta cha mẹ phải quan sát xem là con nói lắp như thế thì có ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý không. Chẳng hạn như cùng với nói lắp là cái biểu hiện về trầm cảm chẳng hạn. Con đóng cửa phòng lại không muốn nói chuyện với ai, hoặc là nói lắp nhưng mà gây ảnh hưởng đến giao tiếp. Chẳng hạn như không muốn gặp bạn, không muốn nói chuyện với bạn, thậm chí không muốn giao tiếp vì sợ bạn chê cười. Cả lớp không ai nói lắp cả mà chỉ một bé nói lắp thôi thì cô gọi thì lại lắp bắp thì các bạn cười ồ lên. Thì có thể những cái biểu hiện tâm lý đó thì cha mẹ là phải quan sát để có những cái biện pháp mà phù hợp. Thậm chí là nếu như nó kéo dài, thật sự kéo dài thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp trị liệu. Cha mẹ cần phải chú ý những cái điểm gì để mà con mình nhanh hết nói lắp vậy ta? Tôi nghĩ cha mẹ trước hết là phải hiểu về cái hiện tượng nói lắp. Thực ra hiện tượng nói lắp thì không có gì mà khó cả. Và đừng sợ hãi vì hiện tượng đó, hiểu được cái quy luật của nó. Đó là điều rất quan trọng. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu rằng nói lắp chủ yếu là do vấn đề tâm lý. Ít khi do vấn đề về cấu tạo của cơ thể chúng ta đó, thường là vấn đề tâm lý. Cho nên cha mẹ phải thực sự quan tâm chú ý đến con. Đã có rất nhiều trường hợp cha mẹ thấy con nói lắp và sốt ruột, đôi khi là la mắng hoặc là chỉ trích con. Con nói tại sao mà các bạn không nói lắp mà con nói lắp. Ví dụ như những cái hình thức so sánh như thế, những câu trách móc làm cho bé tâm lý của trẻ em nó lại càng cảm thấy lo lắng. Và khi càng cảm thấy lo lắng thì lại càng nói lắp. Thì cho nên là cha mẹ phải chú ý. Và
nói lắp thường diễn ra do một cái sự không liên thông tức thời giữa não bộ và cơ quan cấu âm. Đấy, cho nên là cha mẹ có rất nhiều các biện pháp để giúp được. Tại nhà, có thể trị liệu tại nhà, ví dụ như là cha mẹ chủ động nói chậm. Thường thường các bé mà ở giai đoạn cấp 1 hoặc cấp 2 có khi các bé nói nhanh chẳng qua là vì các bé nghĩ nhiều thứ trước khi mà miệng các bé mà kịp nói ra. Các bé nghĩ rất nhiều thứ cùng một lúc mà khi nói ra cho nên là chưa kịp cấu âm, cho nên là diễn ra sự nói lắp như thế. Cho nên cha mẹ phải chủ động nói chậm. Thứ hai nữa là không nói bất ngờ, ví dụ như màu đầu chẳng hạn. Ví dụ hỏi nha, con ăn cơm chưa? Thì hỏi là con, ba hỏi con nè, con ăn cơm chưa? Thì những cái câu chậm mà gọi là chậm rãi nhẹ nhàng á. Và đôi khi là cha mẹ phải lơ đi với cái chuyện con nói lắp. Không nên có biểu hiện gì cả và động viên bé. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều các biện pháp khác nữa. Nếu cha mẹ thực sự mà quan tâm đến con cái á, thì có thể đẩy nhanh đi để con thoát khỏi cái giai đoạn nói lắp rất là nhanh. Ví dụ như là kiên nhẫn khi con nói lắp. Tại vì chúng ta cũng biết rồi, khi mà con nói lắp ấy, có khi cả hơn một giây chưa nói ra được một từ thì chúng ta phải kiên nhẫn, khuyến khích con nói lại. Rồi là âm nhạc. Âm nhạc là một trong những cái biện pháp rất là quan trọng để mà giải quyết nhiều các vấn đề tâm lý đó. Thì trong đó có cả chuyện nói lắp nữa, cho con nghe nhạc là những cái bài hát, có thể là cho bé hát trước. Thì khi hát thì phải theo cái nhịp điệu, không thể nào mà hát chậm hơn nhạc được, đúng không ạ? Hát karaoke hoặc là sau đó thì cho bé đọc lại lời. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cái dạng bài tập, ví dụ như là cho bé nói liền hai từ đơn giản, những cái từ nào mà bé hay nói lắp á. Nếu mà cha mẹ để ý thì sẽ thấy có một số từ mà cái âm đầu phát âm khó, như âm khờ này, âm thờ là những cái âm mà khó phát âm, như âm bờ, âm mờ thì dễ. Còn những âm thờ, âm khờ, âm ngờ là những cái âm mà khó phát âm á, thì bé hay khó nói. Cho nên là cha mẹ nên cắt cái đoạn đó, con nói cho ba nghe, khó khăn thì bé sẽ nói được ngay. Thì cho bé nói một từ, xong đó cho bé nói hai từ, xong cho bé nói một câu ngắn, từ từ như thế, cộng với những cái động viên. Và phải ghi nhận bé khi mà bé vượt qua được một cái khó khăn. Đấy, thấy chưa con, lúc nãy con nói cái từ lúc nãy là con nói lắp mà bây giờ hết rồi đấy, con thấy không? Rất là dễ, ba hay là mẹ tin rằng trong một thời gian rất ngắn là con sẽ nói chuyện như bình thường. Và đây là câu chuyện rất bình thường, ai lớn lên cũng đã nói lắp cả. Thì sự quan tâm của cha mẹ đối với con nó thực sự rất quan trọng để bé vượt qua cái giai đoạn nói lắp đó. Khoảng thời gian mà các bé có thể là khỏi được cái tật nói lắp là thường là cuối cấp 2 đúng không? Không, thường là 5-6 tuổi là hết rồi đấy. Còn bé nào mà cứ tiếp tục á, thì cùng lắm là cuối cấp 2. Và nếu mà sau cấp 2 á, bắt đầu đầu cấp 3 mà lớp 10 mà vẫn còn hiện tượng nói lắp á, thì lúc đó cần phải có những cái biện pháp về trị liệu rồi đấy. Hoặc là lúc đó chúng ta cần phải hỏi ý kiến tư vấn của các bác sĩ về tâm lý hoặc các bác sĩ mà có liên quan đến các lĩnh vực này. Cái hiện tượng nói lắp này có ảnh hưởng tới cái khả năng học tập của bé nhiều không ạ? Và đặc biệt là cái việc là học ngôn ngữ. Nói chung là trong giai đoạn đầu đời thì đúng là có ảnh hưởng thật. Khi mà chúng ta có một cái dị tật mà nói lắp á, thì chúng ta sẽ không muốn giao tiếp, tức là không muốn nói ra. Cho nên những bé mà trong giai đoạn nói lắp thì thường là ít nói. Mà giới hạn và ít nói đối với việc học ngoại ngữ thì ít nhiều có ảnh hưởng, đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ là cái thao tác giữa cái chuyện chúng ta tư duy và cái chuyện chúng ta nói ra thôi. Còn lại thì tư duy của bé và các cái kỹ năng khác, các cái giác quan khác như là thính giác chẳng hạn thì vẫn phát triển rất là bình thường. Cho nên sau giai đoạn này thì không có lý do gì mà bé không đạt được một cái trình độ ngoại ngữ tốt cả, nếu như mà bé cứ tiếp tục rèn luyện và tiếp tục cố gắng. Dạ, và Thanh Huyền nghĩ quan trọng hơn hết là cần có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Bởi vì nhiều cha mẹ đôi khi là bận rộn với lại cuộc sống, hoặc đôi khi nghĩ là cái tật này không có gì, từ từ lớn lên thì cũng hết. Nhưng mà không có cái sự quan tâm đúng với lại con trẻ thì cái hiện tượng này nó sẽ kéo dài. Và Thanh Huyền nghĩ là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của trẻ em sau này, đúng không ạ? Đối diện với việc nói lắp thì cha mẹ chúng ta cần phải hiểu biết về chuyện này và cần phải thông cảm. Và chúng ta cần phải đồng hành với con cái của mình và hiểu rằng đây chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời thôi. Chúng ta càng cố gắng cho bé hết nói lắp thì có thể giai đoạn đó càng dài. Cho nên thông điệp của buổi hôm nay mà tôi muốn truyền đạt đó là chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề tâm lý của bé khi mà bé nói lắp và phải chấp nhận vấn đề đó trong một cái giai đoạn trong cuộc đời của bé. Dạ, rất cảm ơn thầy về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc thầy thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Sông Môi Đỏ lần sau, được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị hãy đón xem chương trình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.